tổng hợp chủ tế thánh lễ và cộng đoàn. Nếu thánh lễ kiểu hôm nay đã cử hành vào dịp cuối năm, đã được gọi là tống kiểu nhân dân, nhưng hôm nay bây giờ mới là 24 tháng 5 2019, ngày mà tin mừng Gioan có cầu không phải anh em đã chọn thầy mà chính thầy đã chọn anh em. Câu tin mừng đó khiến cho bà trở sóng năm nghẹn ngào không nói lên lời. Vì thế con đã được thay mặt bà trưởng xóm thưa với cha đại cộng đại kính thưa cha, theo quy định của nhà thờ chúng con được biết cha sẽ lên đường nhiệm vụ mới. Trong thế lễ này có lẽ là thế lễ cuối cùng cha đối trong năm chúng con, vì vậy có nhiều thanh niên hội đoàn đến để cảm ơn cha. Chúng con mong rằng cha đi đến đâu thì cha cũng sẽ có những vật cản như thế này để cha chăm sóc như cha đã chăm sóc trong năm chúng con. Chúng con kính chúc cha chân cứng đá mềm để làm thánh cây chúa những người làm để những người cha nói ít nhưng mong cha hiểu nhiều. Vì chúng con cầu mong mọi chuyện đã làm đã thực hiện ở trong tấm lòng sẽ cha thực hiện ở những cha sắp tới, cho dù chúng con biết những lộc phúc của chúng con đã bị đem chia sẻ, nhưng với tánh ý Chúa chúng con xin chấp nhận và cầu chúc cha luôn luôn an mạnh. Cũng trong thánh lễ này chúng con kính nhờ cha truyền lời của chúng con, kính chào tri ân và kính chúc sức khỏe cha Phaolô, vì hôm nay cha đã đi vào tận thế. Chúng con hứa rằng tuy xa mặt nhưng không cách lòng, chúng con luôn luôn nhớ đến cha và các cha đã các đứa con trong trường đàng hoàng và bảo hộ chúng con. Sau thánh lễ này chúng con kính mời cộng đoàn ở lại chia với chúng con những phần bánh tri ân tân tình mà hai cha đã dành cho chúng con. Chúng con xin cảm ơn, kính chúc sức khỏe và kính chào cộng đoàn. Bác Việt ngồi xuống, bác Việt ngồi, bác Việt ngồi xuống, để bác Việt ngồi xuống. Xin mời ngồi xuống, ngồi xuống kia. Này. Còn chị sư thì chắc nhớ rõ là ngày nào tôi ra xóm làm lễ không? Chị em có thứ bảy vừa rồi khi ra xóm. Đó, vâng. Bốn tháng bảy, à. 1 tháng 7 tôi về thì 4 tháng 7 tôi được ra cộng đoàn. Và tôi nhớ cái lời đầu tiên tôi nói với anh chị em rằng là: thưa anh chị em, tôi là chó nhà quê, lên thành phố tôi sợ là số bệnh lắm, cho nên xin anh chị em thông cảm cho. Anh chị em còn nhớ không ạ? Cái lời đầu tiên, bài giảng đầu tiên mà tôi chia sẻ với anh chị em là cái ý tưởng đó. Từ ở Cần Giờ 10 năm rồi, sổ nhà quê nó khác lên Sài Gòn, sổ tầm 7 là ăn thịt mất. Vậy mà Chúa đã cho 8 năm đây. Tôi hy vọng là trong 8 năm vừa qua chắc là không có cắn bậy ai đâu mọi người, không có sổ bậy ai đâu mọi người. Cho nên là xin cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Nếu như chẳng may tôi có sổ bậy thì anh chị em thông cảm cho, thông cảm cho tôi để cho hạn chế về mặt con người. Anh chị em cảm ơn tôi, chứ thật ra là tôi phải cảm ơn anh chị em vì đã cho tôi được phục vụ anh chị em. Khi tôi viết cái tờ giấy bằng thì giao cho anh bề trên, thì tôi ghi cái danh mục của những cái việc mà tôi đang làm với cái tiêu chí rằng là con xin trao lại cho anh bề trên lịch của con trong
thời gian 8 năm vừa qua mà con được phục vụ cộng đoàn giáo xứ. Con phải giáo 4, phải giáo 5, rồi các đoàn, rồi ban trật tự, rồi nhóm mắt ta, rồi vân vân và vân vân. Từ chúng tôi, thật sự là tôi rất ý thức về cái ơn gọi của mình. Chúng tôi đến là để phục vụ. Và một số lần trong việc họp tại hội đồng giáo xứ hay nói chuyện với anh em trong ban mục vụ thì tôi vẫn nói rằng là cái nhà thờ, cái giáo xứ này là của anh chị em và của các cha. Chúng tôi đến rồi chúng tôi đi. Cái ngôi thánh đường này, cái ngôi nhà nguyện này là của anh chị em và sau đó là đến phim con cháu của anh chị em. Chúng tôi lại được phục vụ thôi. Cái này trong thời gian vừa qua, con rất cảm ơn anh chị em đã cho con được, cho tôi được phục vụ anh chị em. Và tôi vẫn nhớ đến những con người thâm thầm đi xin lặng lẽ cho những công việc mà ít ai biết. Ví dụ như là cứ hàng tuần là quét lau nhà nguyện cho được sạch sẽ, mà ngày nào vẫn có năm suốt tháng. Những công việc không tên khác khi Giáng sinh đến thì trăng hay là hang đá, trăng đèn, vân vân và vân vân, rồi những công việc âm thầm khác, hoặc là ông tại dân cho xóm chúng ta cái ghế của gia chủ tế, rồi cái bục để đặt lương hương vào dịp Tết, ví dụ như vậy. Rồi tôi thấy hình ảnh của bác viện lớn tuổi, của bà Trung, của bà cố lớn tuổi rồi nhưng vẫn chu tiến với Chúa mỗi ngày, đi đọc kinh, lòng thương xót Chúa vào các buổi trưa nắng hay mưa. Chỉ trừ khi nào ốm đau bệnh tật, đau lắm thì không đi được thì ở nhà thôi. Chứ đấy là những con người âm thầm hy sinh lặng lẽ cho không chỉ là người đạo đức cá nhân mà là góp phần với hội thánh để mang ơn cứu độ đến trên thế giới. Thánh cha Francisco gọi là những chiến binh của Thiên Chúa, những tấm gương đó nâng đỡ thôi. Cảm ơn anh chị em, cảm ơn cộng đoàn. Tiếp là hôm nay cho phụ tá bạn không thể hiện diện được, ngài cũng rất là mong muốn nếu như ngài về kịp thì ngài sẽ ghé. Có lẽ là không về kịp phải ngài đi ở dưới Cần Thơ được xa lắm, cũng năm tiếng hồ với Đức Châu Anh nữa. Cho nên ngài bây giờ con chuyển lại cảm ơn anh chị em và xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng con trong cái sứ vụ mới, mặc dù là có nghe đồn nhiều lắm, đồn từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, nhưng mà tới lúc này thì con gặp muốn mình cứ cận kề giám định hoài, làm bộ cái chuyện ấy, hỏi chuyện ngày hoài để xem coi là cha sai con đi đâu mà chẳng hay nghe nói gì cả. Có lẽ là để con đi thăm gia đình xong rồi về thì mới có bài sai chăng. Chúng con thì con luôn trong tâm thế sẵn sàng. Xin cảm ơn cộng đoàn và con tin rằng là cái cộng đoàn nhỏ bé này sống giáo năm này vẫn yêu thương và sẽ tiếp tục cầu nguyện cho con. Mỗi một xóm có những cái rất là khác biệt, không có là giống xóm nào đến xóm 4, xóm 5. Nhưng mà con cảm ơn Chúa là xóm 4 và xóm 5 của chúng ta đã công tác rất tốt. Con phải cảm nhận như vậy, công tác rất tốt cho những khu vực của giáo xứ, những khu vực của hoặc là vùng trang phó cho. Và 8 năm trước thì con về đây nó bỡ ngỡ như thế nào thì con cũng tin rằng là cha Toàn cũng sẽ bỡ ngỡ như thế. Bởi vì khi ngài ra trường xong là ngài về làm bạch, là ngài cũng phụ trách thiếu nhi, rồi về Sài Gòn ngài cũng đảm nhận thiếu nhi luôn. Cho nên có thể cái kinh nghiệm của ngài khi mà phục vụ anh chị em một cộng đoàn có những người lớn tuổi thì có lẽ là có những khó khăn nhất định. Thế thì con cũng mong là giống như con từ vùng quê Sài Cần Giờ lên đây thì vùng người đó người miền Nam không thôi, thì về đây nó cũng có những cái khó khăn, thì con cũng mong là cộng đoàn của chúng ta hỗ trợ và nâng đỡ ngài, cầu nguyện cho ngài để ngài có cơ hội để phục vụ cộng đoàn Thiên Chúa tốt hơn. Một lần nữa con xin cảm ơn cộng đoàn, xin tiếp tục cầu nguyện cho con. Xin mời anh chị em đứng lên để trong lòng vui lễ. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen.
lễ đã xong, chú anh chị em ta đi chuyển giao bình an. Cái phần của thầy đâu? Phần của thầy đâu? Không thấy. Phần của thầy đâu không thấy? Ủa? Chị nghe, thấy phần thầy lường đâu? Chị nghe, phần thầy lường đâu? Trời ơi. Phần thầy lường chưa có, thầy lường chưa ăn cái miếng nào hết. Trời ơi. Nè, thank you.